theo tiếng gọi của Chúa Kitô, con được trở nên huynh trưởng của Ngài. Con mang trên vai khăn đỏ viền vàng thắm tươi, nhắc nhở con luôn dân thân phụng sự nhà Chúa. Nhật ký mỗi ngày là những hy sinh, nên là ánh sáng muối men cho đời. Tìm luôn hàng say cho dù ngàn muôn hiểm nguy, theo thầy Giêsu dẫu phong ba lòng cũng không sơn. Nhật ký mỗi ngày của đời huynh trưởng chúng con, ra đi chung xây công bình bạc ai. Nhật ký mỗi ngày con luôn khắc ghi mến Chúa yêu người và nên nhân chứng tin mừng. Con luôn sẵn sàng để đến muôn nơi với người đau khổ hay kẻ cơ bần. Con mang yêu thương đến cùng mọi miền thế gian, giao truyền danh Chúa để muôn nơi được ơn cứu rỗi. Con luôn biết rằng Ngài vẫn bên con, cho dù năm tháng khiến con hao mòn. Xin luôn bên con suốt cuộc đời con Chúa ơi, để cuộc đời con ngát hương hoa để dâng kính Ngài. Nhật ký mỗi ngày của đời huynh trưởng chúng con, ra đi chung xây công bình bạc ai. Nhật ký mỗi ngày con luôn khắc ghi mến Chúa yêu người và nên nhân chứng tin mừng. Nhật ký mỗi ngày của đời huynh trưởng chúng con, ra đi chung xây công bình bạc ai. Nhật ký mỗi ngày con luôn khắc ghi mến Chúa yêu người và nên nhân chứng tin mừng.